Đó là một trong những cái ưu
ứng dụng học thuyết tủ hành trong chế biến để tăng tác dụng gì mà. Rồi cho một cái bạn là một ví dụ về tạng can và tạng can tốt. Giống như kiểu cái gì đó nó hay hay nhánh trắng nó hay kéo nó sáng nó sáu ba rắn ba hà thổ đó có. Chứ như kiểu như bị thổ như trái bí đậu xanh thì là người ta nói chuyện đậu xanh hơn. Chị em không nghe được luôn á. Em bị sốc chưa kịp. Lại cái lại cô cái dịch lại. Ý là cái tất sáu ba hà thổ đó giống như người ta bí đao. Vậy ví dụ như trái bí đao đi, cái đậu xanh á thì nó cũng vào được nhưng mà nhiều quả nó hơi khô. Nó hơi khô cho mình tận dụng tốt ra đi nếu mà thì người ta ráng vàng lên đó. Rồi tạng thì là có hai cái là vị ngọt và màu vàng. Vậy muốn vào tạng thì tốt hơn là bạn cho ví dụ là bí thì muốn vào tạng thì tốt thì sao vàng thổ là nó sẽ chuyển sang màu vàng. Vậy mình thấy sao là một trong cái phương pháp chế biến mà rất hay sử dụng là chuyển nó sang màu vàng thì dẫn vào tạng thì tốt hơn. Một ví dụ khá hay ha. Rồi bây giờ vào tạng gan, bây giờ bạn nào cho một ví dụ về dược liệu của tạng gan không, còn không thì cô cho ví dụ các bạn phân tích. Cô cho ví dụ các bạn. Rồi cô cho một ví dụ là hương phụ. Mình coi thử nó có tác dụng gì và liên quan gì tới tạng gan. Mời bài các bạn mới học mới thấy xong. Hương phụ. Đầu tiên hương phụ có tác dụng gì? Điều hòa kinh nguyệt, chuyển sát. Rồi liên quan gì tới tạng gan? Giờ bạn phân tích lại tạng gan. Tạng gan còn huyết. Tạng gan nó giữ huyết, nó giữ huyết vào ban đêm. Thì khi mà mình bị rong kinh á, ban ngày mình hoạt động nhiều quá là cái kinh nó khi mà bị rong thì chảy nước không? Tác dụng khác như điều hòa kinh nguyệt mà liên quan tới điều hòa kinh nguyệt. Còn tạng biết là chưa? Chủ sơ tiết, gan chủ sơ tiết. Gan chủ sơ tiết. Đó mới là liên quan tới chu kỳ. Sơ tiết là những cái liên quan tới chu kỳ. Vậy cái quên điều hòa kinh nguyệt thì như vậy không? Vậy là nó cần vào tạng, tạng gan nhé, tốt hơn. Vậy là khi chế biến thuốc trong cây chế biến hương phụ thì mình sẽ có thêm là dẫn vào để nó dẫn vào tạng gan. Thì đó cũng là một trong những ứng dụng của học thuyết ngũ hành để làm tăng tác dụng trị bệnh. Rồi là nãy giờ mình nói với cái số 1 rất là nhiều ha. Giờ cái số về có những cái khác từ đây số 1, số 2, số 3, số 5, số 7 bây giờ rất nhiều. Số 7 bây giờ rất nhiều, mình ứng dụng thực tế bây giờ rất nhiều. Bây giờ có ai đi bệnh là đi ra ngoài cắt thuốc xong rồi về phơi, về đóng lại xong rồi mới chắc lên uống không? Hiếm đúng không? Cũng lắm là mình đi tới thầy Lan bóc cho mình một thang thuốc rồi mình về mình sắc, đúng không? À không sắc luôn, người ta sắc sẵn luôn, là thấy thay đổi dạng dùng chưa? Thay đổi rồi. Thấy mấy cái dạng siro trị ho mà theo phương pháp cổ truyền không, người ta chế biến theo phương pháp cổ truyền không? Có nghĩa là người ta dùng những cái bài thuốc cổ phương xong người ta phối lại chế thành cái siro trị ho. Vậy là thay đổi dạng dùng chưa? Có. Vậy mình thấy thực tế bây giờ thay đổi dạng dùng nhiều không? Nhiều. Để người ta lưu giữ những bài thuốc cổ phương và những cái bài thuốc cổ phương thì nó có tác dụng rất là nhẹ, nó thời gian dài nên là người ta sẽ ưu tiên người ta dùng nhiều hơn nếu như người ta không có sử dụng được tay ha. Rồi, vậy là cái thay đổi dạng dùng các bạn tự liên hệ được không? Được ha, âm thị của mình ha. Rồi, cái số 6 thì nãy nói một tí là giảm độc tính. Giờ giảm độc tính có tác dụng không mong muốn hay các bạn giống khác nhau? Giống khác nhau. Khác nhau giờ giảm. Độc tính là cái tác dụng lứa thu và giảm đi. Còn tác dụng không mong muốn. Là mình chỉ cái bệnh này nhưng mà nó lại có cái thành phần của nó lại có cái thành phần khác, nó làm cho mình có tác dụng phụ. Tác dụng không mong muốn chứ là tác dụng phụ. Có nghĩa là một cái dược liệu ví dụ như nó có bổ, muốn có bổ thì thay vì mình uống một ngày thì mình phải uống trong thời gian dài mới bổ được, đúng không? Mà uống trong thời gian dài thì nó lại gây táo bón. Thì táo bón đó là tác dụng phụ không mong muốn. Vậy mình chế biến cái vị thuốc đó làm sao mà để tác dụng bổ vẫn còn mà tác dụng táo bón sẽ giảm đi? Đó sẽ là mục tiêu của chế biến thuốc của mình. Thì tí cô sẽ giới thiệu với các bạn một vị thuốc là hàm ô. Hàm ô biết chưa? Đen tóc. Đúng rồi, đen tóc là do tác dụng bổ huyết. Bổ huyết mới đen tóc. Bổ thẳng nữa. Giờ bổ huyết đi vào tạng gì? Bổ huyết đi vào tạng gì? Hả? Tâm chứ. Tâm can tỳ là huyết. Nhưng mà cái huyết can tỳ là bổ huyết cái gì sinh ra huyết
tùy đúng không? Tùy sinh khí huyết. Tùy sinh huyết thì bích khí sinh huyết. Tùy ở sinh huyết. Tùy là nơi không có một vòng thôi. Còn sinh huyết. Tùy á, tùy. Tuổi hỏi cái nào cũng chết rồi. Thôi bỏ qua đi rồi nói sao. Thôi lộn quá cô ơi. Sao lộn như vậy? Rồi là tác dụng không mong muốn là những cái tác dụng phụ. Đa phần thuốc bổ sẽ xài lâu dài. Nhưng mà do những tác dụng như là táo bón hay tiêu chảy thì trong quá trình mình chế biến thì sao mình giảm cái tác dụng đó đi, tác dụng phụ vẫn còn. Thì lúc đó mình sử dụng cho thời gian dài. Ví dụ như trong thuốc tây mình có vài thuốc mình nhà tao kháng viêm thì mình tao dài dài mình uống kèm chúng ta đi. Còn dần không muốn kèm được chế biến giảm tác dụng không muốn đi. Rồi giờ còn cái tạo ra tác dụng trị liệu mới thì tùy cứ nói luôn ha. Có nghĩa là bình thường nó có một tác dụng khác, nhưng mà khi chế biến xong thì nó có một tác dụng khác. Ví dụ như bình thường nó có tính hàn trị một cái bệnh về bây giờ mình thay đổi nó thay vì tính hàn thì nó sẽ là mình thấy nó thay đổi trong thay đổi. Vậy nếu một dược liệu mà thay đổi tính của vị thì tác dụng của nó cũng sẽ thay đổi. Thì mình sẽ chế biến, ví dụ như một cái nó đang tính hàn là bây giờ mình muốn thành nó tính ấm thì mình thêm những cái gì có tính ấm. Ví dụ như mình tẩm rượu vào, rượu là cay không? Cay. Vậy mình sẽ thay đổi được cái tính của dược liệu chưa? Đó là đó. Rồi còn ba cái đường đi là làm sạch, ổn định tác dụng và bảo quản. Ổn định thế sao? Cho một ví dụ. Làm sạch, ổn định. Ba cái đầu tiên nó là ba cái đầu tiên là trong cái cơ bản khi mình thu hái thì mình phải sơ chế thì mình mới bảo quản. Vì trong dược liệu nhất là có độ ẩm thì nó mới có và mình phải chế biến là sao giảm độ ẩm nó xuống hoặc là xây hoặc là trong những cái dược liệu mà nó rất là giàu dinh dưỡng, ví dụ như tinh bột có loại củ thì chứa rất là nhiều giàu dinh dưỡng thì nó mất vùng vi khuẩn gì đó. Vậy mình phải chế biến làm sao, mình sơ chế như thế nào để không chế nó. Theo các bạn thì để không chế nó ngoài cái sấy. Xong rồi có cách nào nữa? Muối có thể tập muối đúng không? Muối là một trong môi trường tiềm khuẩn. Hoặc là nếu như mà cái dạng tinh bột mà pectin á trong củ á thì mình cũng có thể là tẩm với rượu. Khi mà tẩm với rượu mà phơi khô thì nó sẽ bị đông cứng lại, lúc đó mới vi khuẩn không. Rồi giờ thì mình sẽ đi chi tiết lại một cái nha, nhắc lại nha. Đầu tiên làm sạch thì làm trong cái ý làm sạch này thì ngoài cái mình nghĩ bình thường á là làm sạch bụi bẩn thì các bạn nhớ cho cô đi một ý nữa là đúng một chút. Cái dược liệu đó cần dùng bộ phận là lá thì hai đúng cái lá. Bộ phận dùng là thân rễ thì lấy đúng cái thân rễ. Bộ phận đó là rễ thì lấy đúng cái rễ. Chứ không phải là bộ dùng là lá đi đào cái rễ thì đặt cái hướng dẫn cái sử dụng đó. Có nghĩa là mình cần bộ đúng bộ phận dùng nào thì lấy đúng. Là ngoài cái ý là sạch được khỏi nói ra. Ổn định tác dụng của thuốc. Cái này rất là quan trọng. Mình thu hái về hoạt chất chúng nó là 100%. Hoạt chất là đại diện cho tác dụng, đúng không? Mà nếu như mình chế biến mà mình không có chế biến gì hết thì để vậy. Sang ngày hôm sau hoạt chất còn 80%. Sang ngày nữa còn 60%. Vậy mấy ngày nữa là mình khi mà mình mua dược liệu người ta về là chỉ còn cái xác thôi, chứ không còn hoạt chất trong đó. Là lý do bản thân trong dược liệu có những cái hoạt chất nó tồn tại dạng glycosid. Glycosid nghe quen không? Quen. Glycosid thì gồm hai phần, phần đường và phần không phải là đường nối với nhau để chơi nối glycosid. Thì bản thân trong cái dược liệu nó có enzyme cắt đứt cái glycosid. Nếu như mình không chế biến thì để vậy là sau thời gian là nó cắt đứt glycosid và những phần cái hoạt chất không còn nữa. Thì đồng nghĩa với việc tác dụng cũng sẽ bị giảm đi, đúng không? Vậy giờ mình phải chế biến làm sao để ức chế hoạt động của enzyme. Enzyme thì bản chất protein thôi. Mình dùng nhiệt độ cao thì nó sẽ phân hủy, đúng không? Phá hủy. Còn nhiệt độ lạnh thì nó kìm hãm, nó không cho tác dụng nó lên. Giữ mình xoáy nhiệt độ cao thì đồng nghĩa mình cũng phá hủy cái hết. Dạ. Mình vậy là mình xoáy là một có hai mục đích, một là loại vô trùng, hai là mình sẽ
ví dụ hình như là ghi trụ hoa hòe á, các bạn ghi trụ hoa hòe trong đó. Hoa hòe thì hợp chất chính nó là gì? Virutin nó là một dạng glycosid, mà aglyco nó là quercetin gắn với hai đường, gắn với một đường, một hai cái đường nối với nhau là đường glutino. Thì bản thân trong hoa hòe nó cũng có enzyme cắt đứt cái liên kết đó, nên là trong quá trình khi mà hoa hòe mình thu nụ hoa mình thu hái về mình phải xịt khô liền, chứ mình để vậy là hoạt chất nó sẽ bị giảm đi. Thôi bảo quản, về muốn bảo quản thì nãy tôi nói hai lý ha, nhất là mình sẽ giảm độ ẩm, hai là mình sẽ phá hủy cái môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. À, thêm một ý nữa là tạo bảo vệ cái màng thành bảo vệ với thuốc, có nghĩa là tạo cái màng cứng thì không có gì xâm nhập vào. Thì cái nãy tôi nói là tạo muối, hai là đồ, và là biết phương pháp đồ. À đúng rồi, mình sẽ làm chín dược liệu bằng hơi, gọi là phương pháp đồ. Tí nữa trong chế biến thuốc mình cũng sẽ đổ xuống. À, nó hấp luôn rồi, em biết luôn á. Làm chín dược liệu bằng hơi thì gọi là phương pháp đồ. Hôm nay mình sẽ học một vài cái phương pháp nó lạ. Thì cái nào lạ thì cái đó sẽ thi. Cái nào thi thì nó sẽ phải hơn. Rồi, cái tiếp theo vậy là mình có ba cái đầu tiên là làm sạch, ổn định và bảo quản. Là ba cái cơ bản nhất trong bất kỳ dược liệu nào mình cũng sẽ làm. Là trong sơ chế, giờ mình sẽ đi sâu hơn vào chế biến nó. Là cái nãy mình nói nhiều nhất cho các bạn cho ví dụ nhiều nhất là tăng hiệu lực trị bệnh. Thì để tăng hiệu lực trị bệnh thì có ba cái phương pháp cô sẽ giới thiệu cho các bạn. Là ứng dụng học thuyết ngũ hành, nãy mình nói nhiều không? Có đó. Thứ hai là sử dụng phụ liệu để tăng tác dụng. Phụ liệu là sao? Có một cái dược liệu chính, bây giờ mình thêm một cái vào để trong quá trình chế biến thì cái thêm vào đó là phụ liệu và là tẩm đó. Ví dụ nãy cô nói là một cái nó có vị cay, vị tính hàn mà chuyển thành tính ấm đó, là mình sẽ thêm rượu vào thì cái rượu đó sẽ là phụ liệu. Rồi, mình nắm được từ phụ liệu chưa? Rồi ha. Rồi cuối cùng là chuyển hóa và tăng hàm lượng hoạt chất. Thì cái ý cuối cùng cô không tìm được nhiều ví dụ cho các bạn nên cô nói hai cái đầu tiên thôi, cái số 1 và cái số 2 nữa ha. Cái số 3 cô không tìm được cái ví dụ nào hay ho cho các bạn. Nói không không nó nhàm chán. Rồi, này quen chưa? Mới thi xong ha. Thôi hành bệnh luôn. Rồi, nó sẽ ứng với năm tạng. Năm tạng này ứng với các màu và màu và vị. Bây giờ mình sẽ coi thử là cô sẽ đưa một vài ví dụ để mình phân tích, để mình coi thử là mình ứng dụng không tiến hành như thế nào. Nãy thì mình cũng nói tới một cái ví dụ rồi, là phục vụ chết với thì nó là liên quan tới là tác dụng là điều hòa khí của mình. Rồi cái thứ hai tôi sẽ nói là hàm lượng ô. Hàm lượng ô là bổ huyết, là liên quan tới tạng thận. Thì muốn dẫn vào tạng thận thì mình cần cái màu đen, nên mình sẽ tập với dịch nước màu đen. Vậy hàm lượng ô có hai cái, là thứ nhất là dẫn vào tạng thận để bổ huyết, cái thứ hai là nó gây táo bón. Thì tí nữa cô sẽ giới thiệu cái cách giảm táo bón sau, và ở đây đang nói là uống gần vào tập thì mình sẽ tập với hả sao vàng hạ hổ thì nó chỉ có màu vàng thì nó sẽ là gì, à ra màu đen luôn thì nó là chỉ huyết không khó không thở nên tập đi. Rồi tiếp, ví dụ như là tặng phế thì có màu trắng đúng không? Giờ tẩm màu trắng khó không? Khó thì mình tẩm vị cay dễ hơn. Thì cho bạn ví dụ với lại là bán hạ. Bán hạ thì có tác dụng mình ho không? Phải liên quan tới tặng phế không? Có. Giờ nếu như tẩm gừng vào, gừng thì có vừa có màu trắng vừa có vị cay, thì nó sẽ tăng tác dụng vào tặng phế. Còn tạng kỳ nãy bạn có cho một cái ví dụ đó là mình chỉ cần sao vàng, còn muốn ngọt thì mình tẩm thêm hợp thì nó sẽ ngọt thì dẫn vào tạng kỳ. Thì đó là ứng dụng học thuyết ngũ hành trong chế biến thuốc. Rồi, ngoài ra thì người ta sử dụng phụ liệu. Thì nếu như cái dược liệu đó có tác dụng trị ho lâu đời, ví dụ như bán hàng, bây giờ
mình sử khi chế biến mình thêm một cái dược liệu vào gọi là phụ liệu mà cũng có tác dụng trị ho lâu dần thì tác dụng của bán thảo nó sẽ tăng lên. Ví dụ ở đây là mình sẽ thêm là cam thảo và bột kính. Là bán thảo là người tác dụng trị ho lâu dần rồi, trong quá trình chế biến mình sẽ thêm cam thảo và bột kết thì cũng có tác dụng trị ho. Để tác dụng trị ho nó sẽ tăng lên. Rồi một số phụ liệu mình hay sử dụng là gừng, cam thảo, đậu đen, đậu xanh, rượu, muối, giấm và mật ong. Thì cuối bài ngày nay thì các bạn sẽ được nhắc tên nhiều là gừng, cam thảo là những cái dược liệu mà tí nữa các bạn sẽ được nhắc rất nhiều. Còn bộ ba là cam thảo, đậu đen và đậu xanh thường dùng để giảm mật tính. Ba cái dược liệu đó thường trong chế biến mình sẽ đưa vào để rồi đó là tăng tác dụng trị bệnh là quan trọng nhất mà mình ứng dụng học tiếp à, các bạn nắm được không? Mấy cái ví dụ đó, mấy ví dụ đã nắm được không? Là có là hương phổ, hương phổ, hạ thủ ô, bán hạ với lại là tạp kỳ thì nhớ cho cô là mẫu, mù vàng và vị. Bởi thi xong rồi mới ôn bài xong học cái này nhớ. Đến thì quý vị hơi xui cô ạ, nhớ cô nói hơi xui. Cả thường xui nhiều như thế. Rồi giờ tăng tác dụng trị bệnh thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn một vị thuốc hay điều trị này luôn. Vị thuốc này rất hay thường gặp trong các bài thuốc cổ. Rồi một vị thuốc thì đại diện bởi tính và vị. Nếu mình chế biến làm thay đổi tính và vị thì tác dụng của nó cũng sẽ thay đổi. Thì đầu giờ nãy cô có phân tích cho các bạn đó. Ví dụ như giảm tính nhiệt của nó thì mình sẽ thêm với các phụ liệu như là nước vo gạo và đồng tiền. Nước vo gạo thì là mát đúng không? Thì mình sẽ giảm được tính nhiệt đúng không? Nước vo gạo là mát hay nóng? Mát đúng không? Thì sẽ giảm khi chế biến thêm vào thì sẽ giảm được tính nhiệt. Tính nhiệt. Còn nước đồng tiền biết không? Đồng tiền. À đồng tiền. Nước em bé. Nước tiểu em bé. Nước tiểu em bé. Đúng. Nhưng mà theo các bạn thì bây giờ người ta còn sử dụng nhiều không? Người ta sử dụng nước khác hơn. Tại mục đích của chế biến thuốc thì phải đảm bảo tính chất là hiệu quả, an toàn. Hiệu quả nhưng mà phải an toàn. Trong quá trình chế biến phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Rồi còn nếu như muốn tăng tính ấm, giảm tính hàn thì mình lại sử dụng những cái phụ liệu có tính cay ấm. Ví dụ rượu gừng và sa nhân là ba cái. Để thi đơn giản các câu hỏi trong những phụ liệu sau đây, phụ liệu nào có tác dụng làm giảm tính hàn, tăng tính ấm? Trong một loạt năm chọn coi được, mình chỉ cần nắm nguyên tắc bây giờ muốn giảm tính hàn, tăng tính ấm thì cái phụ liệu nó phải có tính cay. Dù mình không thuộc nhìn vô mình cũng biết được cây ấm và rượu gần xa nhân quá cây quen rồi, nước vo gạo cũng quá quen, nước đồng tiền anh mới nói rồi nó mát nha, đồng tiền mới hả? Cô đang nói nước đồng tiền hả? Còn rượu uống vô có nóng không? Nóng. Nóng là mình biết rồi đúng không? Hả? Rồi, giờ giới thiệu sinh địa và thuộc địa, các bạn nào biết hai vị thuốc này không? Sinh địa và thuộc địa biết không? Bạn nào mà uống thuốc cổ mà trong vị thuốc có một cái vùng đen đen mà mềm mềm, sờ mềm mềm, dính dính tay đó, đó sinh địa. Nếm vào có vị hơi ngọt ngọt, thì đó là sinh địa. Thì sinh địa chế biến từ, đó là thuộc địa, không nói đó là thuộc địa. Thuộc đen đen đó là thuộc địa nha. Thuộc địa đó thì chế biến từ một sinh địa. Hai cái này là chung là từ rễ của cây điện hoàng. Hai này là bột nha. Chỉ là đầu tiên là từ rễ của cây điện hoàng thu về cái củ đó. Mình thu về, mình làm sạch, mình sấy khô thì mình thu được vị sinh địa. Sau đó từ sinh địa mình chế biến thì nó sẽ qua thuộc địa. Rồi, sinh địa thì nó có cái vị là vị đắng tính hàn. Tác dụng là thanh nhiệt lưu huyết. Vậy nó có tính mát rồi. Còn
thủ tỉa thì là vị ngọt, tinh ấm và có tác dụng là bổ vi. Là hai cái khác nhau thôi. Nhưng mà xuất phát từ cùng có từ này chế biến. Vậy theo dạng giờ chế biến thêm phụ liệu mình vào đây. Tẩm gừng nấu thì tẩm đường, tẩm đường, tẩm mỡ, tẩm tẩm thêm gì? Giờ tẩm thêm cái tính mát hay tính ấm? Tính ấm vào thì lúc này mình sẽ thêm rượu. Đúng rồi, mình sẽ thêm là rượu gừng và được chưa? Rồi giờ cô sẽ giới thiệu cho các bạn các bước chế biến như thế nào. Chăm sóc có hai cái thôi, theo dược điển Việt Nam. Rồi sau đó là việc theo dược điển, tôi giới thiệu theo dược điển. Rồi bước 1, mình sẽ lấy củ sinh địa, mình nấu với rượu, nấu 3 ngày. Và thôi, có phải là nấu liên tục 3 ngày không? Không, thường là mình sẽ nấu đem đi phơi. Rồi để đem vô nấu, đem đi phơi. Rồi lại nấu, đem đi phơi. Chế biến không có bao giờ luôn 1 tiếng, 2 tiếng. Chế biến thường là dài ngày. Lý do mình thay đổi tính cũng vì là thay đổi cái bản chất bên trong cái dược liệu đó luôn. Nên muốn cái phụ liệu nào thấm sâu vào trong thì mình thời gian là ngày và thường không luôn liên tục 3 ngày mà phải luôn phơi như vậy nó mới thấm dần dần từ từ mà trong được. Như vậy như giờ luôn ngày đầu tiên thấm được xíu sao phơi khô thì nó lại thấm thêm vào, sau đó mình lại luôn tiếp lại thấm vào xem xíu rồi đem phơi lại thấm thêm vào. Như vậy trong 3 ngày thì nó mới cái rượu nó mới thấm sâu vào trong cái củ mà nấu vậy là chưa xong nè, mình còn cũng đi chưa xong nữa xong. Là mình sẽ lấy thịt gừng mình lấy thịt gừng tiếp tục và vừa nấu vừa phơi từ cái củ sinh địa ở bước số 1. Phơi tới khi có màu đen. Bước số 1 là nấu phơi xong với rượu rồi là lấy bỏ chung với cái thịt gừng rồi lại vừa nấu vừa phơi để ra phơi cho nó thấm thịt gừng vô sau lại đem về nấu phơi liên tục như vậy tới khi nào mà thu được một cái vị là màu đen mềm giờ nó hơi tinh tinh tặng và đàn bên nếu thì có vị thì đó là chế biến sinh địa thành thuộc địa theo dược điển Việt Nam. Và slide của các bạn thì y chang slide này nó chỉ khác một khoảng mắt thôi là được cô dạy online cũng để slide kia dạy nó chẳng cũng mới đủ đúng hình như vậy nè mà đổi rồi không đổi ngược lại thì cái này đủ của các bạn cũng không chữ nó ngắn rồi. Hả? Nhìn thật ra thấy chữ nó ngắn mà nhìn cái hình đỡ thấy ngắn ít chữ. Khác không chữ. Dạ. Mấy chữ ở đây nhìn vui thấy chữ không. Ừ. Nhìn slide nhìn chữ ngắn. Nhìn slide mà chữ không mà dạng online nữa là chữ bạn chỉ có một thôi. Dạ. Nên cô phải đi tìm cái phòng mắt để cô chỉnh lại cái dạng online. Mà giờ chỉnh không có chỉnh được bạn. Dạ. Mà để con chữ cái nhìn chán. Chán. Con chữ này dễ nhìn mà ít nữa nhìn cái bước nó cũng dễ hiểu. Làm slide cô tưởng cô đang dạy cho anh. Bước một là cắt nhỏ, hai bước là rồi đó là theo dễ đặt Việt Nam ha. Bây giờ bước tiếp theo là theo kinh nghiệm dân gian thì coi nó khác cái gì. Bước 1 là người ta lấy rượu ngâm với bột sa nhân. Đầu tiên là lấy cái tính cay ấm của rượu cộng với sa nhân ra một cái hỗn hợp trước. Sau đó mới lấy cái dịch đó tẩm vào trong của sinh địa thành ngũ thuộc địa. Cũng ra vị mềm dẻo, màu đen bóng, hơi ngọt có mùi ngon. Được chưa? Lại theo có hai cách nha. Nó giống với nhau thôi, cũng là tẩm thôi. Nhưng mà thứ tự nó khác nhau. Một cái dùng rượu với gừng, cái dùng rượu với sa nhân. Một cái là tẩm rượu trước rồi cho gừng xong. Còn một cái là lấy rượu ngâm với sa nhân để ra cái dịch rồi lấy cái dịch đó tẩm luôn lớp vào luôn vào củ sinh địa. Nó chỉ khác nhau vậy thôi. Tóm lại nó đều ra vị thuộc địa. Rồi giờ mình coi thành phần hóa học nó đã thay đổi như thế nào. Mình coi thử. Mình quan sát cho cô cái sơ đồ trên bảng. Mình quan sát cho cô là cái gì tăng và cái gì giảm. Đầu tiên cái vậy đầu tiên là địa hoàng là cái chưa chế biến nè, cái tự nhiên á, sau mình đào về mình xoáy thu được củ sinh địa, sau từ sinh địa mình chế biến tẩm tẩm gì đó vào trong phần miệng để mình coi được cái gì tăng được cái gì giảm. Quan sát đi, cái gì tăng lên cái gì giảm, coi đường nào tăng và đường nào giảm. Mình quan sát cái mô hình sinh địa thành thuộc địa thôi, quan tâm cái giai đoạn đó thôi, là từ cái bước là
nhưng qua thực tế là vì vậy đây thấy đường tăng lên hợp lý không? Rồi cái thứ hai giảm xuống là thấy cái đường ở đây nó giảm xuống không? Đường đây chính là iridoxit. Vậy iridoxit là giảm xuống chính là cái vị đắng. Cái gây ra vị đắng là iridoxit tồn tại dạng iridoxit. Trong quá trình tụ tập lâu quá những hợp chất ở trong đó nó bị phân hủy ra hết, cắt đứt ra thành đường hết, thì lượng đường tăng lên, cái vị ngọt tăng lên. Rồi tóm lại là có một cái tăng và một cái giảm, và các bạn nói cái ý tăng và giảm là iridoxit thì giảm xuống, mà cái iridoxit là cái gây ra vị đắng giảm xuống, còn cái đường là cái gây ra vị ngọt thì tăng lên. Cô đã để slide trống có nhiều vị trí cho các bạn đi lên nào. Hồi xưa là nó có chữ nhưng mà cô xóa để các bạn tự chép để một lần nhớ. Với lại những cái ghi vào những các bạn cái mà các bạn nói thêm vào thì các bạn sẽ học kỹ hơn cái chữ có sẵn. Dạ. Yeah. Có nghĩa là những cái đó sẽ thi. Dạ đúng rồi. Và bây giờ hợp lý. Và những cái ghi vào là những cái sẽ thi đúng không? Dạ. Yeah. Mấy cái sơ đồ này là sẽ sẽ hỏi ha, những hỏi những cái ý này nè. Trong đưa sơ đồ ra ha. Đưa sơ đồ ra được không? Đưa sơ đồ sắp tá với cái chú thích này nói. Đó là một độ khó. Dạ. Chỉ là bài học thật cái gì. Thôi cứ hỏi. Không ai hỏi mấy này bao nhiêu phần trăm hết. Chắc chết. Rồi tóm lại là từ một vị sinh địa là vị đắng có tính hàn, mình đã dùng gì? Mình tổng thêm rượu, gừng và sa nhân để mình cho ra một cái vị là hục địa, là một vị ngọt tinh nồng. Thành phần hóa học thì có một cái tăng, một cái giảm. Rồi, nhớ một cái nào tăng, cái nào giảm. Ngọt tăng lên thì đường tăng. Còn cái vị đắng giảm xuống thì chính là cái iridoxit giảm xuống. Rồi thì cho trắc nghiệm hỏi tăng giảm vậy được không? Được không? Vừa tập đúng không? Đó là những câu hỏi là học nhớ, làm lại, không có tư duy. Không có tư duy, không có thống kê. Để dữ liệu. Còn bây giờ cho một câu, mỗi câu có ra một dữ liệu. Ví dụ như câu đầu tiên là đường tăng gì đó giảm. Cái câu thứ hai nó về hợp chất của dữ liệu khác. Câu C nói về hợp chất của dữ liệu khác. Câu D nói về hợp chất là câu đã khó. Nên tập hợp câu thì nên buồn. Để dữ liệu chuyên gia vậy không á? Hả? Dữ liệu 2 làm. Dữ liệu 2 là đề thầy Cường ra. Chuyên gia như vậy. Thì phẩm của thầy Cường. Chuyên gia nào? Thầy Cường có thể hợp ra. Hai ba ý tổng hợp, hai ba ý bao nhiêu ý đúng không? À đó, trời ơi, đó rối là câu nâng cao của thầy Cường. Rối lắm luôn, nâng gì cả bài luôn chứ nâng gì cô, câu nào cũng đọc. Rồi, vậy mình nắm được cái vị sinh địa và thuộc địa này cho cô chưa? Rồi, là đã giới thiệu cho các bạn phương pháp chế biến của một sinh địa thành thuộc địa. Sinh địa thành thuộc địa. Học 5 cái thì 5 cái, giờ học được 1 cái. Sinh địa và thuộc địa nằm ở trong một là tăng tác dụng trị liệu, alo tạo ra tác dụng trị bệnh mới, được chưa? Dạ. Rồi đi tiếp được chưa? Dạ. Mệt không? Quá thức khuya học bài. À, thức khuya học bài mà đi dạy bài này cũng căng thẳng lắm, về sau bài này nó chán, không phải nó chán mà nó khô quá, vì bản chất cái môn này nó vậy, nó khô cứng quá, nó là kiến thức đơn thuần, nó không có gì vui. Cầu thông qua khẳng khẳng đến 12 cầu thông hơn 12 giờ nay thì lý là cũng lý là dạ chạy 12 giờ kém 20 15 cầu thông kém cô Hiền à, cô nói mà muốn cục lưỡi luôn á, cô thớm ra hơi luôn, thớm ra cô Hiền luôn, cô Hiền dạ không nói gì dạ chiều nay cũng việc lý này cô không sắp kỹ thầy thôi đấy dạ chưa sẽ kỹ chưa lý là dạ buổi cuối á, buổi cuối thì gần rồi. Dạ đúng rồi. Thứ cô học học với cái máy HQC lên hai giờ sau năm thì làm cái môn hóa tức là lý thuyết thì nó rất là sâu xa, nhưng mà khi mình làm thực tế thì mình phải nắm được cái lý thuyết được, nên là đi học thực hành nhiều khó phải làm kỹ. Tại sao cô không cho mình học thực hành trước ta, đi học lý thuyết sau thì nó kỹ hơn ta? Phải có lý thuyết thì có nền tảng. Cô cho lý thuyết mà học nên hiểu hai đó mình chạy song song nhau
thường là như vậy là trên học thường các bạn sẽ học 2 lần còn là tiếng Việt, sau đó các bạn được học thực hành để chạy song song, trong đó là quá trình thực hành nó sẽ hỗ trợ cho học tiếng Anh. Vậy học xong thường thực hành mình ngồi mình ngẫm lại cái đấy thì nó sẽ vào, còn lúc đầu mới học là gì mới khó lần quen rồi, lúc đầu bao giờ cũng là giai đoạn khó. Dạ. Con đường dược sĩ không dễ dàng. Nó không dễ vô. Con đi 8 năm. 8 năm mà con. 8 năm là dữ dằn. Con đi 8 năm liên tục. Con đi 8 năm liên tục là con dữ dằn lắm. Mình có 4 năm mình than thở. 6 năm. Con đi 5 năm cơ. 5 năm đại học. 2 năm nữa. Mấy bạn 2 năm trung cấp, 4 năm được 6 năm. 6 năm rồi. Mà nếu mình muốn đi vô nữa là phải có 4 năm nữa. Ừ. Đi thêm 2 năm nữa là 8 năm là cũng bằng không? Bằng cô. Cô đi chính quy là 5 năm. Sau đó xuống đây đi làm. Trong quá trình 1 năm đó thì ôn thi. Ôn thi xong là học cao học luôn, là học 2 năm. Bạn nào muốn thích học thạc sĩ thì thích học luôn. Yeah. Ủa, trường vừa có việc sau này là kiểu thì coi cái thời gian mà xét tuyển kia mình học luôn. Tại thực ra học thạc sĩ nó không khó. Ủa không khó một chuyên ngành đúng không? Thạc sĩ học ứng dụng đây, cái kiến thức đây. Mình sẽ học một trong các chuyên ngành thì nó sẽ học sâu hơn cái chuyên ngành của mình. Và cái tốt nghiệp thạc sĩ thì nó sẽ có mình làm một cái đề án tốt nghiệp là luận văn tốt nghiệp. Thì mệt nhất là cái luận văn. Chứ còn học thì không khó lắm. Các bạn học đại học thì đại học mình học rải nhiều tất cả. Còn khi mà học cao học thì các bạn chỉ chuyên sâu một cái bài, cái hướng nào đó thôi, mình chỉ tìm hiểu cái hướng đó thôi thì nó chuyên sâu hơn thì nó dễ học. Lâm ta là dạ, đang dạy gì rồi? Cô hả? Trường mình đào tạo thạc sĩ gì, chuyên ngành gì cô? Trường mình chưa, đang trường mình đang làm hồ sơ để mở thạc sĩ, nhưng mà bên bên của bộ môn quản lý dược liên quan gì bạn? Còn cho đi dược Hồ Chí Minh là có chuyên ngành là dược liệu dược học cổ truyền, dược lý dược lâm sàng, bào chế, kiểm nghiệm, với lại là quản lý kinh tế dược. Quản lý kinh tế dược thì mới mở cách đây 1 năm thôi. Vì cái lúc đầu là không có đủ này. Trường bên trường có những mình cũng mở được, cũng mở cách đây rồi. Tuyển khóa có 2 khóa thôi. Từ hồi xưa nó là chuyên khoa, sau này nó có cả học. Còn dược lý dược sàng hay là bào chế có nghiệp dược thì nhiều. Nên bạn nào mà thích học thì mình làm một bên luôn. Đi cho đủ tắm. Em nè, em đẻ nè, đâu phấn đấu. Cảm thấy mệt quá thì mình đi chơi, làm đó thì quay lại. Đúng rồi, còn nghỉ ngơi chút. Còn mình không đi sâu, đi rộng. Học xong ngành này, học ngành khác. Thảo nè, Thảo là đi rộng. Thảo đi à. Thảo học mấy trường đại học của cô? Học nhiều đại học lắm. Dạ, không có trường đại học luôn đấy. Rồi giờ tới đây, dược nữa. Thành bộ sưu tập đó. Lúc đó mình sẽ có nhiều lựa chọn sức đảm này là. Nhưng mà lúc đó già rồi cô ơi, tại học nhiều trường quá, cái lúc đó chọn nhiều trường quá, lúc đó giờ già rồi. Già xong rồi giờ xin nhiều không ai tuyển luôn. Già thì không được đâu. Mình suy nghĩ mình trẻ mình vẫn trẻ. Mình đừng quan tâm mình bao nhiêu tuổi. Ví dụ như cô thấy các bạn không đi học, nhưng mà cô thấy các bạn rất là trẻ. Hồi mới vô á, năm nhất á, thì các bạn nhìn các bạn lớn tuổi. Nhưng mà các bạn đi học thời gian các bạn sẽ thấy là mình trẻ ra chứ không phải mình trẻ. Đúng rồi. Tuổi các bạn có thể lớn dần, nhưng mà các bạn cứ nhìn lại cái hình mà hồi năm nhất mới vô với hình của hiện tại bây giờ các bạn. Giảm độc tính nãy nói rồi là bản thân một vị thuốc nó có độc tính là do liều lượng bây giờ một cái vị đó có độc tính mạnh lắm, mình chỉ cần sử dụng một liều nhỏ thôi là nó đã gây ngộ độc. Bây giờ mình sẽ chế biến làm sao để mình giảm cái hàm lượng trong đó đi, hàm chất trong đó đi, đồng nghĩa đến độc tính trong đó sẽ giảm đi. Vậy khi mà mình sử dụng liều lượng nó sẽ an toàn nên là mình sẽ chế biến làm sao để giảm độc tính và mình phải loại bỏ được cái tác dụng
tiên là giới thiệu hai phương pháp chính để giảm động tĩnh. Mình đi cái động tĩnh. Động tĩnh có nhiều cái hay để nói hơn. Tuy là giờ mình ở ngoài không xài mấy, cái nó hay mình học. Nhiệt sử dụng nhiệt độ cao trong thời gian dài phải không nghĩ được một giấc không? Bây giờ đem trong thời cái dược liệu mà đun trong thời gian dài mà nhiệt độ cao thì hoạt chất nó sẽ bị phân hủy đi thôi. Có ha. Thì lúc đó mình sẽ giảm được cái độc tính đi. Thủy là gì? Là nước. Đơn giản thôi. Mình dùng phương pháp ngâm. Mình đem cái dược liệu có độc tính mình ngâm trong nước. Hoạt chất nó hòa tan trong nước đúng không? Phân tán ra. Xong rồi mình đem đổ cái nước đó đi. Lấy dược liệu mình đem phơi khô và loại được độc tính chưa? Được. Hai phương pháp chính là phương pháp nhiệt là đi nhiệt độ cao trong thời gian dài. Nhưng mà đừng có đây đun hồi nó đen thui thì phải. Thì tí nữa mình sẽ ứng dụng hai cái phương pháp mà mình đun trong thời gian nhiệt độ cao trong thời gian dài. Còn bình thường mình bỏ lên bếp thì mình đun là nó sẽ bị cháy. Rồi giờ mình đi với dược liệu đầu tiên hỏa tiền. Hỏa tiền đọc chưa? Đọc. Rồi cần nói không? Hạt chất chính trong này là chitin. Bây giờ mình phải chế biến làm sao để cái hàm lượng chitin và nó giảm xuống, hay nói chung là hàm lượng alcalin của mình nó sẽ giảm xuống. Bây giờ mình chế biến làm sao đây? Giờ mình đặt mục tiêu của mình là giảm độc tính, mình sẽ sử dụng những cái phương pháp nào? Nãy giới thiệu hai phương pháp là sử dụng nhiệt và mình sử dụng nước. Là hàm ở tiền đây cứng không? Cứng thì ngâm được không? Hợp lý không? Không. Tại vì chỉ còn sử dụng phương pháp nhiệt thôi. Và mình sẽ sử dụng nhiệt độ cao là 200-250 độ C để phân hủy hợp chất trong đó. Rồi sử dụng dầu thực vật làm dung môi để hòa tan alkaloid giảm ba dơ. Cái này mới học dược liệu 2 đó, còn nhớ không? Alkaloid giảm ba dơ là tăng dung môi kém phân tục. Thì giờ mình dùng dầu thực vật cũng là một cái dạng kém phân tục. Thì nó không có hòa tan nhiều thì hòa tan được thực vật. Vậy là nếu như mà sử dụng nhiệt độ cao cộng với dầu thực vật thì mình dùng phương pháp gì? Sử dụng dầu thực vật nhưng mà nhiệt độ cao lên. Giờ không xài nước được rồi thì sử dụng nhiệt độ cao. Sử dụng cái dầu thực vật nữa thì bỏ cho chiên lên. Nhưng mà cái vỏ nó cứng, nó bỏ cho chiên nó có ra được chiên không? Không. Thì bây giờ phải loại cái vỏ. Rồi trong cái hạt hỏa tiền, trong cây hỏa tiền thì cái hạt hỏa tiền là độc nhất. Trong cái hạt hỏa tiền thì cái tinh túy nhất là cái cây mầm. Luôn cái hạt luôn có một cái cây mầm trong đó. Thì cái cây mầm trong đó lại chứa hàm lượng alkaloid nhiều nhất. Bây giờ mình muốn giảm alkaloid thì mình phải loại cái cây mầm. Đúng không? Đúng không? Còn nếu như mình muốn chiết xuất alkaloid thì mình để cái cây mầm nó lại. Còn bây giờ mình đang mục đích của mình là giảm alkaloid xuống thì được nghĩa với việc mình sẽ loại bỏ cái mầm này và tóm lại là cái bước chế biến của mình như thế nào. Đầu tiên từ hạt hỏa tiền người ta sẽ ngâm với nước 36-38 giờ, nghĩa là ngâm mấy ngày đó. Để cái hạt hỏa tiền cái vỏ nó rất là cứng, cắn một cục cậy răng ngon á. Rồi vậy và sau đó mình sẽ luộc để cái vỏ nó mềm hơn. Sau đó mình cạo vỏ, mình loại bỏ cái mầm đi. Và bước này sẽ là loại bỏ. Sau đó mình sẽ, nó đang ướt thì mình xấy cho khô. Xấy khô xong thì mình sẽ dùng một cái phương pháp mà sao ở nhiệt độ rất là cao nhưng mà dược liệu không bị cháy. Là mình sẽ dùng phương pháp là sao cắn. Rồi lấy cái chảo. Bỏ cắt vô. Xong bỏ hạt của tiền của mình vô. Đun nóng nó lên. Cát có một đặc điểm là nó truyền nhiệt đều. Đẩy một nhiệt độ lên cao mà dược liệu mình không bị cháy. Thấy người ta đang hạt giải bắn không? Có. Có, người ta đang hạt gì đó? Giàn cát. Cát là người ta sẽ giữ nhiệt rất là lâu. Ví dụ như các bạn bỏ cái hạt dẻ lên chảo và luôn hồi là cái vỏ nó chảy. Ở trong nó sẽ nóng. Nhưng mà nếu như bỏ thêm cát vào thì cát nó truyền nhiệt từ từ. Rồi cái hạt nó sẽ nóng lên từ từ, nóng vào bên trong luôn. Rồi khi người ta đi bán thì người ta không cần phải nhiều đến nhiều. Dưới đâu người ta để cát đó mà người ta cũng giữ nhiều hơn. Ấm rồi, nó ấm rồi, nó đã nhiều. Nên người ta là lợi dụng cái tính chất cho cát. Để là đẩy cái hạt mã tiền lên một nhiệt độ cao nhưng mà lại không Không chạy chứ. Rồi, người
thanh cao vô thế là. Vì những cái nhà hồi xưa ấy, những cái thầy thuốc đông y thì cái lượng của người ta rất là ngại. Người ta chỉ cần xíu người ta tìm cái bệnh gì. Mình đem đến là mình phải đem bà. Là mình được đến một lần duy nhất trong đời. Giờ có nhiều phương pháp hiện đại không làm đến. Rồi phương pháp thứ hai là phương pháp ráng dầu. Là nãy là sao cát, có thể là mình lấy cái hạt mã tiền sau khi mà bóc vỏ rồi sấy khô mình bỏ vào trong cát mình sấy. Còn bây giờ mình không sấy bằng không có sao bằng cát mà mình bỏ luôn dầu ráng. Bây giờ như vậy chỉ khác một cái là nãy ngâm nước, cái này ngâm nước vo gạo cũng khác không mấy, chỉ có cái là nước vo gạo mà để 3 ngày đêm chịu nổi không? Rồi tóm lại mở tiền mình có hai phương pháp chế biến là phương pháp sau cát và phương pháp rang dầu. Hai phương pháp này đều sử dụng trong một cái mục đích là nhiệt độ cao để phân hủy. Chỉ có là trước khi mà sử dụng nhiệt độ cao thì mình cần phải ngâm rồi bóc vỏ rồi lại bỏ lên mầm rồi lúc đó mới đem đi sao hay là rang. À, giờ mình quan sát coi thành phần hóa học nó đã thay đổi như thế nào. Rồi mình quan sát này trước. Có 3 cột. Cột đầu tiên là chưa chế biến. Cột thứ hai là sau cát. Cột thứ ba là ráng dầu. Và mình sẽ coi thử là sau khi chế biến mình đã đạt được cái mục tiêu ban đầu là giảm hàm lượng alcali không? Có giảm không? Có giảm. Ý đầu tiên và các phương pháp khác nhau thì giảm ở các mức độ ráng giảm khác mà sau cát giảm khác được chưa? Nốt lại hàm lượng alkali giảm. Giờ mình quan sát cái sơ đồ thứ hai lớp rồi cái màu này thiếu không thấy. Bạn quan sát cái slide của mình được không? Các bạn quan sát cho cô cái đường alkali chitin cái đường chitin ai cái đường giảm quan sát cái đường này trên cùng này cho cô hết ha. Một đường trên cùng này thôi. Ở cột ngang là gì? Ở đây là chưa chế biến. Này là chế biến ở 220 độ C, này chế biến ở 240 độ C, này chế biến ở 260 độ C. Còn này là 100. Cái đường ngoài cùng này là hàm lượng alkali thì mình là hàm lượng chitin, ngoài cùng là hàm lượng chitin. Mình thấy hàm lượng chitin như thế nào? Giảm. Giảm khi nhiệt độ đúng không? Bên ghi chú lại. Nhiệt độ càng cao thì hàm lượng alkali giảm. Nhưng mà đừng đẩy lên 500 độ nhé. Đẩy 500 độ là khoảng gì? Cho học độ cao đỡ rồi đúng không? Mở cái lò nung mình ấn phát 500 độ là thành. Bây giờ mình nếu như mà mình xảy mình ra sau cát 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ thì theo các bạn cái nào sẽ tốt hơn? 2 giờ, 3 giờ và 4 giờ. Không có cái slide đâu. Tự suy nghĩ đi, giờ thời gian càng lâu thì càng tốt hay là càng giữ thì giữ lâu quá hết luôn rồi sao? Giữ lâu quá nó không tốt. Thời gian càng dài càng tốt. Ghi vô thôi nha. Phải sót. Tại cái slide là cái slide để được có hai cái. Còn cái vấn đề thì thời gian càng dài thì hàm lượng alkali càng giảm. Còn nhiệt độ càng cao thì hàm lượng alkali càng giảm. Sau khi chế biến thì hàm lượng alkali giảm xuống, không có tăng lên, được chưa? Mấy ý đó thôi là mấy câu trách nhiệm đó. Vậy đó có thi không? Có thi. Có thi nha. Mấy cái ý tăng giảm này hay hỏi thi luôn. Vô lại câu cao. Cái nào tăng nào giảm. Rồi tiếp.
rồi là tấm lại là sau khi chế biến là chi tiêu bớt cọc hơn. Bây giờ qua bán hàng vào thì hắn thương bạn học cái bên đây.
Tannin có tác dụng là sang
sẵn xe niêm mạc. Vậy nếu như mình đang tiêu chảy mình uống vào thì sẵn xe niêm mạc thì mình sẽ tiêu chảy. Nhưng mà mình không tiêu chảy uống vào sẵn xe niêm mạc thì mình sẽ bị. Mình sẽ ngâm nước, mình sẽ loại tannin vì tannin có tính phân tử cao, ngâm trong nước hòa tan ra thôi. Thứ hai là bổ huyết và kinh, kinh thận thì mình chế với nước đậu đen. Rồi các phương pháp chế biến hàng khô. Đầu tiên là ngâm nước vo gạo, sau đó là mình sẽ nấu chín. Nấu với dịch đậu đen. Vừa nấu vừa phơi. Sau đó mình thái phiến rồi mình tẩm lại. Là đầu tiên mình lấy cái củ hàng đậu ô, mình đem đi ngâm cho nó mềm ra. Sau đó mình luộc với nấu với nước đậu đen cho nó mềm một lần nữa. Sau đó cho dễ thái phiến, lúc này mình mới thái phiến ra. Rồi cái dịch đậu đen đó mình lại vừa nấu vừa phơi, vừa nấu vừa phơi. Để nó cái dịch đậu đen đó thấm từ từ vào trong cái miếng hàng đậu ô. Lúc đó nó mới được tẩm đậu đen. Còn cái bước đầu tiên là bước ngâm á, với nước vo gạo á, là mục đích ngoài mục đích làm mềm, mà để thêm mục đích nữa là loại cái tannin, vì tannin là tan trong trong nước. Vậy bước số 1 là bước loại tannin. Còn bước mà thêm dịch đậu đen vào là để tăng tác dụng vào. Rồi bước cái phương pháp này y chang cái phương pháp nãy, chỉ có khác là nó dùng phương pháp đồ. Lại nãy thì bỏ vào trong nồi nấu thành đồ là dùng hơi để chín, chín mềm xong rồi mới thái phiến ra. Rồi mới tạm tiếp tục đi. Rồi có thử sau khi chế biến thì hàm lượng tannin giảm chưa? Tannin giảm chưa? Giảm. Rồi ha. Ban đầu là 7.68%, sau khi chế biến chỉ còn 3.82% là mục tiêu ban đầu đề ra hàm lượng ăn cả tannin giảm. À, xong. Cô đã giới thiệu cho các bạn xong phần mục đích, có 7 mục đích của phương pháp chế biến. Trong đó có 3 cái đầu tiên là thuộc về sơ chế, và những cái sau là thuộc về chế biến. Và cô đã giới thiệu cho các bạn 5 dược liệu chế biến, 5 cái quy trình chế biến của 5 dược liệu. Được chưa? Rồi. Giờ mình đi vào phần tiếp theo là các phương pháp chế biến. Các phương pháp chế biến nãy giờ nói hết rồi sao rồi. Bây giờ mình sẽ thống kê lại cho nó có tính hệ thống hơn thôi. Thống kê lại có tính hệ thống hơn nha. À, các phương pháp chế biến. Được chưa? Giờ vào được chưa? Giờ chia vào hai phần lớn trước. Là hóa chế và hủy chế. Và thêm một cái phương pháp nữa là hủy hóa chế. Thêm một cái nữa là ráng dầu. Cái nào biết rồi? Hóa chế này nó hủy chế ngâm nước, nước ngâm nước. Hỏa là sao, là dùng nhiệt. Còn thủy chế là dùng nước. Thủy hóa chế là cả hai. Ráng dầu hoặc bỏ vô dầu ráng lên. Còn giấy bán chặt khúc là sao? Ai biết này không? Cô đọc ở trong sách rồi, trong sách nó giáo khoa nó ghi như vậy nè. À, dược liệu mình xay nhỏ, xong nó độn thêm chất vàng, ví dụ như tinh bột, cho nó mịn mịn đó, xong người ta đặt đóng từng bánh, từng bánh, từng bánh theo cái khuôn. Xong người ta ủ cho nó lên mốc gì đó. Sau đó rồi người ta mới đem sấy khô đem để sử dụng. Không mấy rượu là thuốc luôn. Mà cô đọc thì cô thấy cái đoạn nó lên men nó hơi không khó kiểm soát. Thì cô nghĩ là bây giờ người ta có làm dạng đó ít dùng, còn bây giờ mình phương pháp hiện đại chiếc vật chất là dùng đến mẹ để làm những cái vấn đúng không? Còn bây giờ thì mình vẫn học cho biết là có cái phương pháp chế bán giả khúc. Có nghĩa là người ta sẽ thêm tinh bột, xay bột mịn ra, xay dùng mịn mịn ra, xong rồi chế tinh bột làm chất độ, chất dẫn. Chất độ thì phải chất dẫn, xong mình trộn thành một cái bánh chế bán giả khúc, xong rồi xay cho khô để dự. Thì người ta có thể phối một vài thuốc cũng được, lấy một cái vài thuốc xay nhỏ ra xong rồi trộn lên như vậy để dùng. Rồi dán dầu nãy nói rồi ha, thủy hóa chế dùng nhiều rồi, giờ mình sẽ đi được rồi. Đầu tiên hóa chế có nghĩa là dùng nhiệt đó. Thì hóa chế có những cái mục
giờ nói tới cái gạo đi. Cái gạo thì liên quan gì tới tăng tinh ấm vậy? Tăng tinh ấm đi. Cái gạo sử dụng nhiều giờ chế biến như thế nào? Liên quan gì? Rang, đúng rồi. Rang gạo lên dùng làm gì? Chị gì bù dịch, bù dịch tiêu chảy là chị tiêu chảy đúng rồi đó, bù dịch chảy gạo mình rang lên, rang cho nó gần chảy luôn á, nó sáng sáng thành màu đen luôn á, sau đó bỏ nước vô đun lên rồi lấy cái nước uống chị tiêu chảy. Giờ mình phân tích con sao sao nó chị tiêu chảy được. Còn đây là mình uống vô là nếu như tiêu chảy nhẹ là mình giảm luôn á, giảm tiêu chảy luôn. Tiêu chảy trong trường hợp là bụng tiêu chảy. Mà cái gạo rang nó làm mình lấy thịt dưa. Đúng rồi, chính xác. Rang rang để lấy thịt dưa mà khử thổ là tắt là làm dưa để lấy. Ở đây mình không có hạ thổ, mình chỉ rang thôi. Hỏa là thuộc phần dương hay không? Dương. Vậy khi mình rang gạo như vậy là mình đang tăng cái phần dương của gạo mình lên rồi, là tăng tính âm của gạo lên. Nên mà trường hợp mà mình tiêu chảy lành bụng á, mình uống cái đó vào mình sẽ giảm cái hàn của trong cái bụng mình đi, thì mình cũng giúp đỡ tiêu chảy. Bị hàn, bị hàn mà tiêu chảy thì uống dạng đó, cái bị thường tiêu chảy là có tăng. Một lần tăng là chỉ là chỉ ăn đồ lạnh. Đúng rồi, ăn đồ lạnh vô rồi xong rồi là. Còn nếu như mà cái hiện đại một chút thì cái gạo mình rang nó hơi sáng sáng, nó chắc nó chỉ thành carbon thì nó có tính hấp thụ, thì khi mình uống vào thì nó sẽ hấp thụ cái độc tố trong cái ruột của mình thì nó cũng là giảm tiêu. Mấy bạn hiểu thêm đi nào. Sáng sáng đâu đâu đâu, còn mà vàng sơ sơ thì không tác dụng. Rồi đó là gạo. Hay nói thêm cho biết. Giảm độc tính mà thì cũng là khoáng chất hoa mè, làm khô diện nấm mốc. Rồi đây, nãy nó vừa nói hết chưa? Mấy cái này nói hết chưa? Có một cái là giảm độ bền cơ mà họ chưa nói. Tí qua phương pháp thủy hóa chế nói được. Rồi, hóa chế có bao nhiêu phương pháp? Rồi, có 6 phương pháp. Mấy này biết hết chưa? Các bạn xem thử mấy phương pháp này. Lùi là sao? Cái nước ngoài trong nửa đó, nước ngoài bây giờ chưa? Lùi nó có phần tro với lại cái thang nó trộn chung thì cũng gọi là lùi. Còn chế xương là như thế nào? Chế xương là dùng cho những cây có tính chất thăng hoa. Vậy thăng hoa là gì? Thì thể gì? Thân thể gì? Rắn thể thủy. Từ thể rắn sang thể thủy. Mà ra từ thể thủy thì trở về thể để rắn lại luôn nha. Còn đối với một hợp chất bình thường thì mình sẽ có ba trạng thái là rắn, lỏng, thuận thủy. Ví dụ nước của mình làm lạnh thì nó sẽ độc đáng. Các bạn để nóng hơi sơn chẳng lúc nóng thì nó sẽ bay hơi, nam mới hơi làm lạnh thì trở thành dạng lỏng, làm lạnh nữa thì trở thành dạng rắn. Có ba trạng thái là rắn, lỏng và khí. Còn thăng hoa thì chỉ có hai trạng thái thôi là rắn và khí. Vậy đang ở nó ở trong một cái cục quặng đi, nó có tính chất thăng hoa, có thể người thiếu ạc đun thì nó sẽ bay hơi lên. Rồi các bạn làm lạnh nó thì các bạn sẽ lấy nó được ở dạng rắn tinh khiết, thì đó là phương pháp chế xương. Cô tìm hiểu thấy tên phương pháp vậy thôi chứ còn chưa biết được cái dược liệu nào. Rồi sao? Giờ mình đi tìm hiểu với cái sao nha. Hai cái rang là cái nhiều nhất. Có hai phương pháp là sao trực tiếp và sao gián tiếp.
Vậy như thế nào là sao trực tiếp, còn như thế nào là sao gián tiếp? Đúng rồi. Trực tiếp là dược liệu tiếp xúc trực tiếp với chảo thì là sao? Trực tiếp. Vậy sao gián tiếp là cái chim? Dược liệu nó không tiếp xúc trực tiếp với cái chảo thì là sao? Gián tiếp. Thì này là học chưa? Sao cát. Sao cát là sao? Cát giữ nhiệt. Đúng rồi. Vậy mình sẽ có là sau cắt cá, sau cắt cát và sau cắt hoạt hạch. Hoạt hạch là sau những cái dạng mà một viền móng tay trong nước thì gọi là hoạt hạch. Sau cát này đó rồi, sau cá. Sau cát á, thì khi mà tăng nhiệt á, thì nó sẽ cung cấp có lượng nhiều, rất là nhiều. Thì cái dược liệu nó sẽ mang tính nóng quá. Thì để giảm cái tính nóng mà những phẩm sao gián tiếp thì người ta lại sao với cá. Vì cá mình thấy nó có tính mềm hơn không? Mềm hơn đúng mềm. Không? Vậy tính âm của nó sẽ có âm hơn đúng không? So với cá. Nên là khi sao nó sẽ giảm cái tính dương đi. Không phải giảm tính dương mà tính dương nó không có nhiều bằng sao với cá. Có nghĩa là nó sẽ không làm cho dược liệu quá khô ráo. Mình sao mục đích để làm khô, nhưng mà sẽ cho dược liệu nó không có quá tính khô ráo để khi uống vào nó gây tăng bông. Để sao trực tiếp. Sao trực tiếp thì đầu tiên để nhiệt độ nhẹ nhàng thôi, sao với cái hoa thì sẽ là vi sao. Rồi tăng nhiệt độ lên xíu nữa là sao vàng, là hoàng sao. Thêm nhiệt độ thêm xíu nữa là sao vàng chạy cặp. Thêm nhiệt độ thêm xíu nữa sao vàng hạ thổ. Nãy bạn có nói trong cái dịch lời bí đó. Thêm xíu nữa sao vàng hạ thổ để cân dương, cân bằng âm dương. Nghĩa là khi sao mình cung cấp quá nhiều phần dương trên đó, mình hạ thổ mục đích là để thêm một âm bằng để cân bằng cái phần dương. Nghĩa là làm khô nhiệt liệu nhưng mà không quá nhiều phần dương. Mình học được âm dương luôn không phải cân bằng. Tiếp nữa là sao đen hay là khắc sao, có nghĩa là ngoài cháy 100 vẫn vàng. Còn sao nữa mà đen thui lùi hết luôn thì là sao cháy hay gọi là khắc sao. Thì cái này thường dùng để chỉ biết và để cầm. À xong. Hỏa chế, giờ có thể chế. Chế dễ hơn hỏa chế. Rồi mấy cái này nói hết rồi ha. Giảm độc tính, không muốn định tính mềm đều dành cho đây đó, có nghĩa là mục đích của thể chế. Nãy giờ nói hết rồi, giờ chỉ là slide tổng kết thôi. Rồi đây là các phương pháp của thể chế. Thể chế đây phương pháp của thể chế. Thủy tẩy rửa, thủy phi, rồi cái nào chưa biết, cái nào chưa biết, thủy phi đúng không? Ngon nãy giờ nói gì chưa? Ngủ thì dễ không? Có cần phải nói không? Không. Tẩy rửa thì khỏi ha. Giờ nó thì phi. Bây giờ một cái cục quặng thì giờ mình muốn dùng á, đem nguyên cục rồi tập mình không? Hợp lý không? Không, mình phải ghi bột ra. Đúng không? Tán ra. Bây giờ mà ngồi mình tán ra là mùi nó bay lên. Mà nghiền lâu quá thì cái cối nó nóng lên, nó không bị nóng. Đúng rồi. Mình đổ nước vào trong cái cối rồi mình tán. Thì như vậy là bụi nó có bay đi đâu không? Không. Mà nước thì nó sẽ giảm cái phần nhiệt. Thì đó là phương pháp thủy phi. Thì tóm lại thủy phi là gì? Nghiền vào trong nước. Và phương pháp nghiền vào trong nước gọi là thủy phi. Được chưa? Về đi thứ thi chắc thiệt hỏi thủy phi là gì thì đâu anh thủy phi là phương pháp hàng nghìn ở trong thứ tôi sẽ nhắc tới thủy phi này là thủy phi trong chế biến vỏ sò. Thủy hỏa chế là dùng hai phương là dùng vừa dùng nước vừa dùng nhiệt thì gọi là thủy hỏa chế. Rồi trong một cái những bạn thế nào chưa biết chất là giống như tổng đồ này là chưa nói rồi tôi là gì vậy là có cái tôi chưa biết định luôn.
Tôi là tôi nhưng mà tôi là cái gì hả? Tôi là lung như tôi nông dân như nông gạch. Tôi là một phương pháp thủy hỏa chế, có nghĩa là mình phải dùng nước ở trong đó, mình dùng hỏa trong đó, giờ mình sẽ dùng sao? Thì giờ mình sẽ quay lại chuyện vỏ sò. Vỏ sò thì người ta dùng để bổ sung canxi, đúng không? Tay da tóc và lượng ốc bình ngọc để tăng canxi cho mình. Mỗi ngày đang ngậm xíu thì chắc chắn. Ông phải xong. Vậy là không được, vậy là cái vỏ sò nó đang cứng, đúng không? Không ăn được. Giờ nên nghiền ngay được không? Không. Không, không nghiền được. Bây giờ mình làm sao cho nó mềm đi rồi mình nghiền. Nghiền thì mình dùng phương pháp thủy phi nãy rồi đúng không? Giờ cần một phương pháp trước khi thủy phi là cần làm mềm nó đi. Giờ làm mềm nó bằng phương pháp thủy hỏa chế với tên phương pháp là phương pháp tôi. Giờ dùng sao? Nước sao? Nó nghiền sao? Để làm mềm nó đi. Ngâm giấm. Rồi. Nhưng mà trước khi ngâm giấm, giờ để nguyên cái vỏ này ngâm giấm nó cần thời gian lâu lắm. Vì mình thấy là cái cơ nghiệp của sò nó rất là cứng. Thủy phi là đang cứng để sò. Mình phải làm mềm sao mình nắm cái đen xuống thủy phi. Bây giờ mềm dùng hai cái là vừa dùng nhiệt và vừa dùng nước. Theo các bạn dùng sao cho nó mềm. Đúng rồi, đúng chứ. Nước ở nhiệt độ rất cao đang nóng chảy nhúng ngay đột ngột vào trong giấm. Sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ nó sẽ phá vỡ cấu trúc. Khi mà cấu trúc phá vỡ được thì giấm nó thấm vào, không phá hủy cấu trúc. Phải mềm không? Mềm. Khi mà mềm rồi thì mình mới dùng phương pháp thủy phi. Mình nghiền nó ra, mình đã sử dụng được dạng dạng bột. Được chưa? Vậy tôi là phương pháp gì? Nung một cái vật ở nhiệt độ cao, sau đó ngâm vào trong nước đột ngột, thay đổi dần dần đột ngột làm phá hủy không được. Được chưa? Vậy biết thức hơn tôi chưa? Rồi mấy cái phương pháp lạ lạ là chắc chắn có sẽ hỏi. Chứ giờ ai hỏi sao là phương pháp như thế nào? Không lẽ sao là phương pháp dùng chảo bỏ dùng tiểu lên lá? Ai đi hỏi gì kỳ quá. Hỏi cái gì? Tôi là phương pháp như thế nào? Thủy phi là phương pháp như thế nào? Rửa là phương pháp gì? Là đem dược liệu bỏ lên trên vòi rửa cho sạch. Đúng rồi, hỏi. Hỏi ra cái sức tầm cho các bạn. Hỏi cái gì? Một số phụ liệu dùng trong gia đình thôi. Vậy là hết một phương pháp rồi. Tại phương pháp đơn giản thôi. Tại những cái nói đi nói lại nó lên tới mấy cái mới. Học năm cái chế biến năm dược liệu đó là gần đủ các phương pháp rồi. Có giới thiệu thêm cái vỏ sò thôi. Vỏ sò là mình học hai phương pháp, ở trong đó là phương pháp tôi và phương pháp vỏ sò. Rồi đi đầu tiên Cam Thảo. Cam Thảo. Thì Cam Thảo
trong quân cần tả sứ thì thường nó là gì? Lý do đúng rồi, vì nó có tác dụng để mà 12 kinh, có nghĩa là chỗ nào nó đi đến mình, đây là hay dùng nó để dẫn đường, là vì nó dẫn đi đâu được, có nghĩa là cái bản đồ cái chỗ nào nó cũng thuộc à. Đây nên nó có đặc nghĩa là quy vào 12 kinh. Nghe gì thế, thấy hồi quyền chứ. Rồi nãy giờ mình đụng cái căn thảo ở vị trí nào trong phần làm chế biến cái gì? À, chế biến ban hạ là mục đích làm gì? À, tăng cái tác dụng à, là bổ phòng, bổ phế, không nên học cho cô cái đầu tiên là đây học cái nhịp đầu cái tác dụng để chị ho làm này, học này thôi, với học thêm cái tác dụng là dẫn môn 12 từ để chi, để đi thi hỏi trắc nghiệm phụ liệu nào sau đây có tác dụng tăng chị ho long đờm thì nhiều quá. Mình thêm một điều kiện nữa là dẫn môn 12 từ thì người ta chỉ dẫn một căn ở gừng. Gừng thì cũng vào vị cây tinh âm, khi nãy mình cũng học ở trong chế biến là bằng hạ rồi, nên là nó cũng là dẫn thuốc vào kinh phế, ung phế, tăng tác dụng trị khái là chống nôn thôi nè. Đây là giảm ho, trị khái là giảm ho. Rồi đầu tiên, đầu đen nãy giờ có học không? Không, để thi đi. Không, đen không học. Đầu đen là dùng cho tổng vào phẩm, đúng không? Rồi đây dẫn thuốc vào kinh thận, hai là cái dòng đó quan nhất cũng quan trọng nhất của đầu đen trong chế biến, người ta hay dùng nhất là dẫn thuốc vào kinh thận. Rồi cái đầu đen nó cái vỏ ngoài á thì nó chứa hợp chất là anthocyanidin. Bạn nhớ anthocyanidin không? Thay đổi màu cho biến. Đúng rồi, thay đổi màu cho biến hắc môn trường, nó là một phần nhỏ nhỏ trong công dụng đó là đầu đen. Thì tác dụng điện thành của flavonoid là tác dụng chống oxy hóa. Nên là mình có thời gian mình rộ lên uống nước đậu đen. Là uống cái này. Uống anthocyanidin này để chuyển đổi này. Bữa đó học bữa đó học về sao? Hai đầu biết đúng rồi này. Chuyển sang hai đầu biết. Mỗi lần cái gì đụng vào mà nó sẽ phóng đại cái sự việc đó lên. Ví dụ như hoa đậu biết, bây giờ bắt đầu người ta chạy đua, người ta phóng đại cái sự việc lên. Là những cái tác dụng, những cái bệnh rất là khủng khiếp, mất trí rồi tùm lum hết. Ừ, gì ghê vậy? Nhưng mà hay là tác dụng trẻ hóa làm da, nó sẽ bị da lên để bán sản phẩm. Nhưng mà hiểu là tác dụng chống oxy hóa thôi, cũng giống cái này thôi, đặc biệt trẻ là hóa làm da đúng, nhưng mà phải dùng trong thời gian dài. Cái gì cũng phải, các bạn phải dùng trong thời gian dài, phải dùng thời gian dài. Vì đơn giản các cốc oxy hóa nó tạo ra hàng ngày. Ngày nào các bạn làm việc các cốc oxy hóa nó cũng tạo ra. Đúng. Vậy muốn chống oxy hóa thì các bạn phải uống hàng ngày thì nó mới chống oxy hóa được. Chứ không phải là một ngày sau Gương thấy đây có một vết nhăn chạy ra mua ký lợn biết phải uống. Làm sao được? Mình phải sao được? Mình phải uống hàng ngày. Cái gì cũng vậy. Giống vậy hoa kệ tây không? Giờ uống cái bia cái gì mà nhịp vết thương không? Không trời. Mắc ghê. Mắc mắc là đơn giản là gì? Một cái khoa được mấy cái chị. Cái chị nó nhẹ không? Nhẹ. Nên nó mới mắc là vì vậy. Nhưng mà người ta đã khi mà ở nước ngoài thì người ta chỉ xài được một người. Nhưng mà khi nhập về Việt Nam thì nó chỉ là bóng đa cấp. Nó chạy thêm một cái kỳ bệnh đa cấp. Gần như là đa cấp của khoa nó gần như là đa cấp. Là nó sẽ phân bọc ra nhiều và nó cho các đại lý nhỏ tự VA sản phẩm. Và VA một cách quá thôi. Làm quá thôi, mà người bán nó tăng làm quá thôi. Nó hay đó. Nó chạy giống hệ thống tăng. Dạ. Nên cái giá tới tay mình nhớ là cái giá nó đủ. Còn cái hàng thật ra thì giảm. Đúng rồi, sao nó cũng giảm. Vì nó mắc quá mà. Tâm trùng hoa thảo nghề cũng giảm nhiều. Mỗi người bán một giá, các bạn đi khảo sát.
nên là thôi mình xài thì thao về cũng dễ xài. Trong môi em lại chết. Thấy bệnh nó trồng nhiều. Mình chưa bệnh tật gì hết. Đúng rồi. Mình đâu cần là tác dụng gì nhiều đâu. Mình bổ sung hàng ngày. Pha trà. Có bạn nào biết tắm thì mấy người cũng biết tắm cũng rất là sử dụng được. Đúng rồi. Vì có tác dụng hạ áp nữa. Hoa này thì ngoài là tác dụng xếp hóa thì nó có tác dụng hạ áp. Trên những người lớn tuổi và cao tuổi mà huyết áp cao thì được. Ủa, nhưng mà có dùng trường hợp nào cũng pha trà giảm đoạn cũng thôi. Đừng cũng đặt. Vậy họ đâu biết cơ giảm cơ hại áp không cô? Họ đâu biết cơ giảm huyết áp không cô? Hả? Họ đâu biết á. Tại vì em nghe dân nói ba em là trời uống cái đậu biết rồi nè, nó giảm huyết áp xuống á. Cái ông gì ông muốn uống quá trời. Mà em biết có giảm không thì không biết. Mày nghe dân cái đồ không? Mày đọc đó cũng không em tốt hơn. Tại vì ngủ được, tại vì mèo ngủ được á. Cứ pha ra không có em thương. À. Cái đồ hoa hoa nó không kiểu. Đồ hoa hoa thì thả thì cô biết chứ còn. Hoa đậu biết. Em nghe dân nói vậy xong cái gì? Cái này phải tìm hiểu lại. Dạ. Chứ được em nhảy hoa về tay thì nếu như mà ai mà sắp tay về cho em thì mình xài. Còn mua trung gia qua thì bán đi hoa em trồng được hả anh? Anh trồng hả? Cô được cho mấy lọ không mà cô cũng vài bữa sao cô quên nhiều đâu. Đậu xanh nãy giờ chưa nhắc tới nha. Thì đậu xanh các bạn học cho cô là cái giải độc của nó thôi. Trong bộ ba căn thảo đậu đen đậu xanh là bộ ba giải độc. Muối, muối nãy thì dẫn mặt thì dính vào thận. Thận thận. Với là thêm một cái là để giúp bảo quản thuốc hạn chế. Rượu, rượu là vị cay sinh âm rồi. Thì nó có tác dụng là giảm tính hàn, tăng sinh âm ha. Rồi học cái đó thôi, còn không cần học thêm mà ăn đề dẫn thuốc và thuốc tiêu luôn ha. Học nhiều nữa, học cho cô đi. Cái mà cần uống với mình nhất thì mình nếm rượu thì nó sẽ có vị vị cay. Mình ai uống rượu có vị ngọt không? Cay uống rượu có vị ngọt không? Anh thấy ngọt nhé. Ở đây bia của cô thì đắng. Đắng cô bia vẫn đắng. Bia đắng. À khi người ta mới uống bia thì người ta thấy bia đắng. Uống hồi là thấy ngọt. Biết. Thì những người ta thích uống bia người ta thấy ngọt. Mới lần mà đầu tiên uống thì thấy đắng, đắng nhiều lắm. Mà sao uống vài lít là thấy nó bình thường. Em thấy vậy, em uống thấy vậy đó. Mà sao? Mới lúc đầu là mình đang còn tưởng cảm giác mà còn tưởng sao? Sao nhiều lắm? Là con sẽ thấy đắng đúng không? Uống xong rồi là lăn lăn rồi. Rồi cái gì cũng không thở. Dương thấp luôn, mình phải dùng thuốc bổ dương để cao lên để âm dương nó
dữ. Có gì mà đen mà tên âm hư hả? Dương là vật lý vật thần điều khiển âm hư. Tên thì nó phải có là vừa cả âm và dương. Thì hai địa chỉ mà. Rồi ông, thì bây giờ ông thì cô kiểu nói về phần tinh dịch cho mình biết là những cái thông nào bổ huyết là nên thuộc về bổ âm. Lúc nào làm tăng tinh dịch trong cơ thể lên thì nó sẽ là bổ âm. Vậy khi mình bị mất tinh dịch thì đồng nghĩa với việc mình cần xài thuốc bổ âm, được không? Rồi. Và cái nào mà liên quan đến phần khí, phần thần và phần tinh thì là thuộc về thuốc bổ dương. Ví dụ như mình mệt mỏi tinh thần không minh mẫn. À, thì là sẽ thuộc về thuốc bổ dương. Giờ mình đi đầu tiên mình thuốc bổ âm. Slide này cứ làm lại thôi nên mình chịu khó đọc. Rồi vậy là phần thuốc bổ âm là những thuốc mà mình sẽ dùng chữa những cái bệnh mà khi phần âm trong cơ thể bị giảm sút. Mà nãy mới nói phần âm là phần tâm dịch và phần tiết. Vậy đồng nghiệp với việc là những cái khi mà nó tinh dịch nó bị hao tổn. Mà tâm dịch bị hao tổn hay là phần âm nó thấp thì đồng nghĩa với việc là phần dương nó sẽ cao. Cao với đồng nghĩa với việc là cơ thể mình sẽ nó hơi nhiều. Bình thường hai bên cân bằng với nhau mà một phần đột nhiên nó thấp hơn thì phần kia nó sẽ trội hơn lên. Thì nó sẽ biểu hiện ra ngoài. Vậy cơ thể của mình nó sẽ biểu hiện là gì? Ví dụ như là bị khô, đau họng, đau bó. Thì đó là những cái biểu hiện của việc phần dương nó sẽ trội hơn do phần âm nó bị thấp đi. Vậy nếu như do phần tinh dịch hay phần huyết nó mất đi, bây giờ mình dùng thuốc bổ âm là mình sẽ bổ làm sao nó cao lên tầng đó phần dương thì nó sẽ phần dương nó sẽ không lớn áp thì cơ thể lúc đó mình sẽ không âm bị âm dương. Vậy theo các bạn mình sẽ dùng thuốc những có tính và vị như thế nào? Là tính hàn. Đúng không? Có tính vị gì? Tính hàn. Ờ tính hàn nó quá nó mát đi ha. Ừ tính mát. Hàn thì nó lạnh quá. Lạnh quá. Vô lỡ nó giật luôn. Nó giật tính hàn đi. Thì cũng thôi thường nên dùng cái nhẹ nhàng hơn. Để bổ là mình sẽ dùng hàn này mà lâu dài. Chứ không phải uống một liều là được liền ha. Dạ. Nên là tính hàn nhẹ thôi chứ đừng hàn nặng quá. Rồi vị thì thuốc bổ thì mình nên lựa chọn là vị hoàng. Một vị đắng thì khó uống. Thuốc bổ một vị đắng thì đưa cho bạn cặp lười uống không nên lựa chọn là vị ngọt. Vậy là mình sẽ thấy là thuốc bổ âm là có tính hàn và vị ngọt. Lưu ý là hàn là nhẹ nhàng thôi chứ đừng có hàn nặng quá ha. Nó dập luôn phần dương. Ở các thuốc này thì thiên về âm nên nó sẽ là mềm và chứa chất nhầy. Vậy nó sẽ thêm một cái nữa là nếu như nó mềm nó nhầy thì nó lại khó tiêu. Nên là những cái thuốc bổ âm không sử dụng cho những người tùy vị. Vì mềm mà mềm còn cứng chắc là nó thể thuộc về dương rồi. À, tính chất chung của thuốc bổ âm là sẽ là những vị sinh tâm. Vì phần âm mất đi là phần tinh dịch mất đi. Mà giờ bổ phần lên có nghĩa là bổ phần tinh dịch lên. Thì nó sẽ là những vị sinh tâm thanh nhiệt chỉ khác. Vì khi đó thì phần dương nó hơi trội lên thì mình thanh nhiệt thì mình sẽ làm tăng cái phần âm lên để mình cân bằng với phần dương lại, lúc đó cơ thể của mình sẽ không bị nhiệt nữa. Rồi, còn thuốc bổ âm thì quy rất là nhiều tạng, tùy mỗi vị nó sẽ quy một cái kinh, một cái tạng khác nhau. Nên đối với phần bổ âm thì cô không yêu cầu phần này. Nhưng mà bổ phần dương, tí nữa qua bổ dương thì nó sẽ có những cái tạng mà nó đặc trưng thì mình sẽ học cái đặc trưng đó. Còn giờ học hết xong học được không? Rồi, lưu ý là thuốc bổ âm không dùng cho người tùy vị hư. Lý do là này nó tùy vị hư là những người lét dạ dày, tiêu chảy khó tiêu rồi mình uống vào nữa thì nó sẽ đầy bụng chướng bụng khó tiêu, nó không hấp thụ thuốc được. Rồi đây là những cái vị thuốc bổ âm. Thì trong những vị thuốc này mình sẽ học những chữ màu đỏ thôi, các bạn đánh dấu chữ màu đỏ lại. Còn cái những chữ màu xanh thì mình sẽ không học. Và mình sẽ học cái gì? Hoàng tinh, thiên vô đông, hoàng côn, sa sâm, tô kỵ tử, thạch hộc và thục địa. Thục địa thì không có trong sách nhưng mà nãy mình học vị thục địa nó là bổ huyết đó. Vậy mình học cái gì? Tên khoa học không học nha. Mình sẽ học là bộ phận dùng và công năng của chị. Đối với thuốc bổ âm này các bạn về học cho cô là bộ phận dùng và công năng của chị của những cái vị này.
Rồi về bộ phận dùng thì theo các bạn nó sẽ là phần trên mặt đất hay dưới mặt đất? Âm là dưới mặt đất. Phần thuốc bổ dương sẽ là trên mặt đất. Đó là mình dự đoán. Nhưng mà không biết có đúng gì cả. Hàn tinh hay môn đau mạch môn xa xăm, câu kỵ tử, hạch hồng và kỵ rè. Bạn biết được những gì nào trong này rồi? Biết rồi, bộ phận dùng là cái cũ về về rồi mình học nhận biết dùng dược khô đó đúng không? Rồi. Cái nào nữa? Mặt khô biết rồi, nó cũng là cái cũ về về dùng dược khô luôn. Câu kỵ tử là cái hạt đỏ đỏ rồi biết chưa? Bộ phận dùng câu kỳ tự biết chưa? Quả đúng không? Bộ phận dùng của thiên môn đâu là rễ củ, mạch môn cũng là rễ củ. Bạn học bài được chưa? Vậy là đa phần là dưới mặt đất hết, chỉ có cái câu kỳ tự lên trên mặt đất. Tí nữa mình học thêm một cái là thạch học. Thạch học là thân của cây lan. Cây hoa lan. Có nhiều lan à. Trong sách là chỉ ghi hoa lan thôi. Lan nào cũng được. Lan đột biến là không có thiệt. Lan nào mà người ta trồng bằng thiên nhiên á, người ta không có bỏ thuốc kích thích cho hoa ra màu ra. Ở cái đó thì với cái không nó không có dinh dưỡng nhiều. Bây giờ lan người ta trồng theo kiểu mà chân mù rồi bỏ đó, là người ta nhân giống ra hàng loạt xong người ta dùng kích thích để nó phát triển nhanh ra mà nhanh xong mình chân mùa cho một miếng rồi mình chân không bỏ cái cây luôn đó thì cái thân hoa lan nó không có là thuốc được nha, nó không có bổ thụ những cái tinh chất để nó thành bộ âm được. Vậy theo những cái cây, theo các bạn, cái cây này nó sẽ giàu ở đâu? Những cái cây này tùy đó, những cái điểm biệt như đó mình hãy nghĩ tới cây thiên môn đông là mấy cái chậu hoa trồng ở quán cà phê đó, bình thường người ta treo ngoài nắng treo trong mát, treo trong mát người ta phải xịt hơi cho nó nữa. Thì những cái cây như vậy mình sẽ thấy nó rất là tươi, nó chỉ rất là tốt. Còn quán cà phê nào mà chỉ có mua cây về mà không có tưới tắm thì nó treo ngoài nắng mình sẽ nó thẳng thiêu, nó màu vàng, lá nó ngả sang màu vàng, đơn giản vì nó không phải là cái đặc điểm phù hợp của nó. Đặc điểm phù hợp của nó phát triển phải là những nơi ẩm ướt. Như vậy nó mới bẩn thụ cái tinh thông trong một cái dự định đó thì nó sau này mình dùng thì nó mới có tinh. Những cái cây bổ dương thì tính lại mọc ở môi trường, những cây bổ âm thì lại mọc ở môi trường. Cây bổ âm thì phải mọc ở những cái nơi ẩm ướt để nó mới bẩn thụ tinh thông được. Rồi giờ đi đầu tiên là hoàng tinh. Cái này về các bạn tự xem không? Nó chỉ có bộ phận dùng một công năng chủ trị. Và công năng chủ trị của nó chỉ có là hỗ trợ sức tâm dịch. Nó liên quan tới cái đó. Mày đọc được không? Bộ phận dùng là cũ hết, trừ một cái. À, trừ hai cái. À, kiến kỵ nè, tùy vị hương hàn. Hãy nói rồi, không sử dụng cho người tùy vị. Thank you.
rồi học những cái có liên quan với nhau nha. Rồi cái này màu đỏ thì ai cũng biết rồi đúng không? Rồi thành hồng đây, thân của cây lan. Rồi ở đây người ta ghi là Kim Kỵ là người tùy vị dương hư khắc trệ. Thì bây giờ nhiều có phải học thuộc hết không? Các bạn chỉ học là khúc cổ âm thì xài cái trường hợp âm nó bị hơi, còn âm nó đang thấp. Còn dương nó đang thấp có nghĩa là còn âm nó đang cao. Thì con dài có xài khúc cổ âm không? Đây từ dương thôi, dương thôi. Và thực địa này nó rồi. Đây đây là một bài thuốc của âm. Thì có những cái thuộc vị thuốc của âm trong này là sa sâm mặt môn, là những cái vị thuốc của âm trong này. Vậy dùng trong những trường hợp nào? Thanh dưỡng phế âm, sinh tâm nhuận táo. Vậy như thế nào là phế âm, như thế nào là phế dương? Nãy học âm dương rồi, đối với một cơ quan trong cơ thể hay một cái tạng trong cơ thể, những cái nào mà liên quan đến cơ thể của nó thì là âm, còn cái nào liên quan đến chức năng vận hành của nó thì là dương. Vậy nếu như là lao phổi, ung thư phổi thì là thuộc phế âm hay phế dương? Phế âm. Nên ở đây trong cái nó là thanh dưỡng phế âm là dùng cho những trường hợp như bị lao này, những người lao dùng này để bổ về về phế âm nè, giảm phế ung thư quản. Còn những ho hen thì lại liên quan đến phế dương, thì tính là bổ dương thì lại liên quan đến phế dương, cái này liên quan đến phế âm. Ở đây chúng ta một bài giới thiệu ha, nhưng mà này con nguyên bản này nãy con muốn dùng này nguyên bản. Những cái nào mà liên quan động vật không giới thiệu thì sao? Nó quý hiếm, không biết gì. Học về cái em dùng trầm phát dục là gì? Em rồi giờ về bộ dương. Về bộ dương thì liên quan cái gì? Gì? Thần thần, thần khí và vậy thần thần là những trường hợp là thần kinh suy giảm. Có nghĩa là khi nào cũng mệt mỏi. Ví dụ như bạn nào mà khi nào tới lớp cũng mệt mỏi, ngủ từ đầu giờ tới giờ, tất cả sẽ dần ra về. Là bạn đó thiếu âm hay thiếu dương? Bạn đó thiếu dương. Vậy cần cho bạn ăn những cái dược liệu như thế nào, uống những dược liệu như thế nào? Tính nhỏ tính gì vậy? Cây nào? Cây nào? Đủ bạn đi nhậu với ớt. Còn không ngày nào cũng phát cho bạn bỏ ớt đầu giờ, phát cho bạn bỏ ớt. Ăn xong thì tỉnh táo rồi mới học tin. Không thì được bạn đi nhậu. Dậu xong vô tiếp. Dậu vô. Hồi xưa nhớ thầy nói là rượu là kích thích thần kinh hay ức chế thần kinh là tùy thuộc vào giai đoạn. Mới uống vào thì nó kích thích thần kinh không, nhưng sau đó thì nó tùy giai đoạn. Ví dụ như đầu giờ bạn tỉnh thần thì cho bạn uống trước. Rồi bạn tỉnh tao. Xong hết giờ bạn đi ra ngoài bạn uống thần tí. Vậy là mình phải cho bạn đúng giai đoạn. Rồi nhắc lại bộ dương mà liên quan tới phần thần là những người mà mệt mỏi suy giảm thần kinh, là những người suy dụng thần kinh, thấy trong lớp đứa nào cũng có vẻ thoải, cái nào sáng cặp vô lớp tuổi như người đó. Rồi thêm một cái nữa là các bạn nắm ơi là nắm thần xuống này để xoay cho bảo là nó đang bị bị lạnh là do cái phần dương giảm xuống nên cơ thể khi nào cũng lạnh hết. Người khác thì nóng hết rồi, khi nào cũng mặc ấm hết. Cay 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 thì có nhiều mức độ, ớt là cay ngoài thôi, vì ra bên ngoài cay sâu hơn là quế, cứng sâu hơn xin nữa là cứng, nhưng mà vẫn là đi bên ngoài. Cay sâu hơn nữa là quế, quế là cay, ăn quế là cay táo bón, ăn ớt có người ta bón. Vì nó chỉ cay ở ngoài, đi từ ngoài tới ngoài, từ ngoài không vô trong, không đi vô sâu trong. Chờ chị em chợ pháp dục là liên quan tới thần tình bệnh hen phế quản mãn tính thứ hạng là liên quan tới phế phế dương. Bệnh đau khớp là thái thoát khớp lâu ngày thì liên quan tới tạng nào đây các bạn? Thận á, thận là chủ cốt của thận. Thêm một cái là chủ cơ cốt nữa là gan. Thì đó, bây giờ thuốc bổ dương của mình nó sẽ liên quan tới hai tạng, chủ yếu là tạng gan và tạng thận. Thận liên quan tới tinh, liên quan tới dương.
của mình á chịu là bổ ôn hợp tràng dương, có nghĩa là làm ấm cái thật lên. À, tràng dương là làm mặt cái cường tráng, từ cường tráng là mặt cái thật dương. Chịu là như vậy, công năng điều trị thẳng sống là nhớ hết tầm bài. Vậy là cái nãy á, là thuốc kia thì có vị ngọt đúng nàng, còn thuốc này phải là vị ngọt tính cái thật hay. Quy thì quy kinh, can và thận. Được chưa? Kiên kỵ. À đây, không mừng cho người âm hư sinh độ dịch, tâm dịch giảm sút. Tâm dịch giảm sút đồng nghĩa việc phần âm nó đang thấp rồi, phần dương nó đang cao thì mình không thể sử dụng bộ dương được, đúng không? Âm hư sinh độ nhiệt có nghĩa là phần âm trong cơ thể nó đang thấp, phần dương nó đang chổi hơn thì mình không thể dùng bộ dương được. Mình hiểu là âm dương luôn cân bằng với nhau, mình đặt vô một câu chữ coi âm hay dương đang cao. Nếu như âm cao rồi thì không có dùng thuốc bổ âm, mà dương đang cao rồi thì không dùng thuốc bổ dương. Nắm cái ý đó thôi, cũng đừng học thuộc câu chữ để đổi đổi thôi. Chắc liền. Tí mình quay slide thấy một câu chữ như này, lúc này thì nó âm hư sinh nội nhiệt, tí nữa nó lại là thần hư sinh nội nhiệt, đúng không? Sai. À, những dương liệu sẽ học các bạn đánh dấu lại dương liệu nào. Thôi. Bạc kích nghe chưa? Bạc kích nghe chưa? Rượu bạc kích uống chưa? Mấy anh chưa uống rượu bạc kích thật? Để uống thử đi. Lên sườn rượu bạc kích. Rượu hút bộ dương. Ba con mà vẫn còn bổ nữa. Rồi,
chị vui xíu là tại sao nó tên là dân dương mắt. Cổ còn dùng là lá ha. Rồi đầu tiên là dân dương mắt thì mắt là đen rồi ha, dương là con dê. Rồi đúng rồi, con dê ăn cái lá. Ở trên cái núi đó thì có người đó chăm hai đàn dê. Một đàn thì ngày nào cũng phải lên núi để về thôi. Một đàn thì con đầu con đàn châu đông, một đàn thì lèo tèo. Thì người ta mới thắc mắc là tại sao một đàn thì phát triển quá nhiều, một đàn thì ít ít. Nên người ta mới theo dõi con dê đầu đàn, con nó ăn được đâu. Thì có một con á thì chỉ ăn cái lá đó thôi, ngày nào nó cũng ăn cái lá. Rồi còn một đàn thì nó lại đi ăn những thứ khác, ăn cỏ bình thường thôi. Rồi nên người ta mới đặt cái lá tên là dân dương hoa. Biết một vật dùng rồi, về ăn lá mà cho về không có đạo đi cũ lên ăn nha. Hải mã phải tính lại một vật dùng này, dân dương hoa là xài lá và bỏ đi cũ là xài hà cốt tay bổ thân rễ tắc kè là xài con tắc kè nữa ha. Rồi tục loại cổ trọng cổ tích là đều là rễ con rễ. Chỉ có một hai cái là bộ phận chính thôi đó. Rồi, còn công năng chủ trị là về tự đặt được không? Này, kiên cự nè, kiên trị nè, người thật hỏa vô thịt. Thấy chưa, nãy đâu có giống từ nãy nữa đâu. Nãy đó ấn hương sinh nội diệt, giờ nó đổi từ rồi. Nhưng mà ý nghĩa y chang, có nghĩa là hỏa đang thịt, có nghĩa là hình dương lên cao hết. Cao và có dương cứu bộ dương ngon. Mình nhớ cái ý đó chứ không được. Đừng học cùng với cái từ đó mà lỡ quên đi suy ra từ khác chứ. Rồi, này về đọc. Đây. Đây là một bài thuốc bổ dương bao tích ha, thấy là nhiều thuộc đoạn. Trong bài thuốc bổ dương thì nó sẽ có một vài vị thuốc bổ âm. Vì phần dương nó luôn nó mạnh lắm. Đây là mình dùng dương không là cơ thể của mình nó sẽ bị dương quá, nó dập luôn mình không. Nên trong bài thuốc bổ dương luôn có vị bổ âm trong đó để cân bằng bổ dương cho cân bằng. Có nghĩa là vừa thay phần dương nhưng mà dương có phải nó phải dùng hoài lắm. Và trong này thì lúc nào cũng có bổ âm. Mài xuân này. Vậy nào? Ba kích là dương rồi. Uống ba kích chưa bằng đọc, sao được bổ âm được? Thằng Tinh nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.